Hello, xin chào các bạn. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hóa phù khí, bán đồ phù thu, nhận dạy hóa phù khí, nhận hóa phù khí online trên toàn quốc, nhận hóa phù khí sáng tác mới và nhận làm content cho các kênh YouTube Music. Ngoài ra thì mình còn có một kênh TikTok, một group Facebook và một kênh YouTube, rất là mong các bạn ủng hộ. Đây là các bộ video mà mình đã làm được từ hóa phù khí Big Master trở thành Mix Vocal. Mình đang liên tục tuyển sinh các lớp học ở trên Zoom cũng như là trên TeamView. Nếu như mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên lạc mình để theo học những lớp mà mình giảng dạy trực tiếp nha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một video giới thiệu cho các bạn một VST, một plugin hoàn toàn free và các bạn có thể download về. Và một VST này là VST dùng để chỉnh phô, gọi là AutoTune, hoàn toàn free. Nhưng thay vì nó là AutoTune của hãng Antares như chúng ta thường xuyên sử dụng thì đây nó sẽ là một plugin hoàn toàn free của hãng Medela có tên là M AutoPick. Ok, và đây là bản nhạc của mình. Rồi, và đây là phần ví dụ. Và bây giờ thì mình sẽ có một cái vocal. Đây, phần main. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẽ. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẽ loi. Cô đơn cùng với đêm dài, cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cạnh ai lúc này, để anh có nơi tựa. Rồi, ok, ở đây thì mình có một cái vocal và mình sẽ test thử trực tiếp cái plugin này có tên là M AutoPick. Các bạn có thể download về lên trang chủ. Các bạn có thể search này M AutoPick. Và các bạn có thể download về một file plugin chung của nó. Đây, free effect này get M. Đó. Và có thể free download. Và các bạn download cho Win. Cho Win nó sẽ down toàn bộ các cái plugin của nó về. Sau khi down về xong thì các bạn sẽ chạy khởi chạy cái phần plugin đó. Nó sẽ có rất nhiều VST free và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn em, nó là em audio, và các bạn có thể lựa chọn plugin đây. Rồi, ok, và sau khi download xong thì các bạn khởi chạy nó sẽ ra bản như thế này. Có thể là những cái bản sau nó có thể sẽ khác. Đó, tuy nhiên đây là mình hướng dẫn cho bạn cài trên bản 14. Và các bạn bấm Next. Đó, đồng ý với cái điều kiện về giấy phép. Đó, và sau khi mà các bạn cài, nếu mà các bạn sử dụng các cái hiệu ứng khác thì các bạn có thể là tích vào thêm. Còn nếu không, các bạn chỉ sử dụng FL Studio thì các bạn hãy bỏ AX Plugin và phần Sound Factory Instrument đi. Và đây là toàn bộ hiệu ứng. Phía bên trên là những hiệu ứng phải trả phí nha các bạn nhé. Còn phía bên dưới là những hiệu ứng mà các bạn có thể cài hoàn toàn free. Ở đây thì mình đã cài đặt em AutoPick và phần Charm rồi. Các bạn có thể bỏ đánh dấu đi. Và các bạn cần cái gì thì các bạn cài cái đấy. Và ở đây thì mình giới thiệu cho các bạn cái em AutoPick thì các bạn chỉ cần click vào cái em AutoPick thôi. Đó, sau đó các bạn bấm Next. Đó, nó có đường dẫn này. Các bạn biết thiết lập thì các bạn thiết lập, còn không thì cứ kệ nó. Và cuối cùng là bấm Install, nó sẽ cài đặt cho các bạn. Sau đó các bạn vào trong FL Studio, vào Manager Plugin và bấm Find More Plugin. Sau khi nó quét xong thì nó sẽ hiển thị là M AutoPick. Như thế này, các bạn đánh dấu sao là nó hiển thị nhá. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái M AutoPick vào đây. M AutoPick. Rồi, trên màn hình đó là giao diện để điều chỉnh tune cho các bạn. Thì đối với tune nó sẽ có hai công dụng. Một là đối với những bạn chơi rap, các bạn sẽ nghe thấy cụm từ gọi là đóng tone, đúng không? Đóng tone thì nó sẽ làm cho cái âm thanh của bạn nó giống máy hơn. Ngoài ra thì nó còn có cái chức năng là để điều chỉnh, giúp cho giọng hát đỡ phô hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà giọng của bạn phô quá, các bạn có thể bị bay khỏi tông. Một là bị bay khỏi tông, sai giai điệu gốc. Hai là
khi mà các bạn hát quá phô rồi các bạn tune vào thì nó sẽ bị giống máy. Và điều đó nếu mà các bạn hát nhạc âm nhạc cái loại nhạc bình thường thì nó là không nên sử dụng. Chỉ có đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất Melodic Rap là sử dụng autotune cho vocal để tạo ra cái âm sắc đặc trưng của dòng Melodic Rap thôi. Còn lại đối với những dòng nhạc bình thường các bạn phải điều chỉnh làm sao để cho nó quan trọng nhất là không bị phô nha. Ở đây cái giá trị trung bình của nó là nằm ở giữa. Cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ nghe âm thanh của chúng ta trước nha. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ Ok, như ở loi, đây thì mình tắt tạm cái master đi. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi. Hiện tại thì mình đang để tempo 140 nên là đang chưa được hay lắm. Bỏ cái chế độ auto đi. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Rồi ok, và đối với bài này thì nó là tông pha thăng thứ. Trước tiên là các bạn phải chọn tông cho nó đã. Đó, nó sẽ có chromatic, major hoặc minor. Thì pha thăng thứ nó là minor. Cái này thì bạn học nhạc lý thì bạn sẽ hiểu nhá. Chuyển sang ép thăng. Và sau khi ép thăng xong thì toàn bộ cái âm thanh, các cái nốt nhạc mà mình hát ra nó sẽ nhận diện đúng. Còn nếu mà trong trường hợp mà bạn làm chromatic như này, các bạn đang hát nốt trắng nó sẽ nhảy sang nốt đen và nốt đen nhảy sang nốt trắng. Cái này thì dành cho những cái bản nhạc mà nó có, một là cái đội hát cái người thu âm ấy là phải có cái độ chuẩn về âm thanh rất là tốt. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn cái bản nhạc của bạn có ly điệu ấy, nó có cái sự phức tạp trong hòa âm thì các bạn mới cần sử dụng cái chromatic. Còn lại thì các bạn cứ major hoặc minor nhé. Ngoài ra thì mình là rất thích cái auto pick ở một phần gọi là pentatonic, đây là hòa thanh của ngũ cung. Cái này thì bên autotune hình như là chưa hỗ trợ về cái pentatonic này. Cái này thì nếu như mà bên Á Đông làm, các bạn chọn cái pentatonic này nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều trong việc chỉnh phô nha. Rồi, bài này là tông pha thăng thứ, mình chọn pha thăng minor. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, Pha anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi. ok, và các bạn phải rất là cẩn thận nhé, bởi vì các bạn chỉ cần chọn sai tông một phát nó sẽ như thế này, nghe vocal của chúng ta. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài Đó, pha này, pha cứ thăng. trôi theo anh từng Và tiếp ngày. theo là các bạn có thể tăng cái độ chỉnh phô bằng def và bằng tone. Cái này thì các bạn phải nghe nhé. Nghĩa là khi mà các bạn tăng lên ấy, thì cái khả năng chỉnh phô của nó tăng lên, giọng của mình đỡ phô hơn, tuy nhiên thì nó sẽ lại càng ngày càng giống máy hơn. Bây giờ mình tăng hết cỡ này. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi. Và các bạn cũng sẽ đánh mất cái độ rung của giọng luôn. Bây giờ thì mình giảm xuống dép này, các bạn sẽ nghe thấy rung giọng nhá. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy Nhiều. Nhưng mà bây giờ nhá, khi mà vuốt ra thì các bạn nghe từ nhiều này nó phẳng lì. anh bỗng thấy nhớ em nhiều, Đó. anh thấy Nó lòng không còn chợt. độ rung cho đấy. Tiếp theo cái phần return nó sẽ giúp cho các bạn là ví dụ như các bạn chỉnh phô, các bạn để không sen nhé, nó sẽ chỉnh phô cho các bạn là khi mà sau khi hết cái khoảng thời gian speed này thì nó sẽ đưa về đúng 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 gọi là đúng easy fork, đúng chằn chặn cái tần số của cái nốt đó. Còn đâu nếu mà các bạn để turn thì ví dụ như là các bạn để tăng hoặc giảm thì cái âm thanh của bạn nó sẽ dao động trong cái khoảng bao nhiêu phần trăm đấy, hoặc là giảm bao nhiêu phần trăm, thì cái này nó sẽ giúp cho âm thanh của chúng ta, các cái nốt nhạc của chúng ta nó phô hơn một tí nhưng mà nó sẽ giống người hát bình thường hơn. Cái tần số cơ bản này nếu mà bạn không hiểu về vật lý về âm thanh thì thôi cứ để nguyên. Cái này dùng cho khi mà chúng ta chơi nhạc cụ sống và âm thanh của chúng ta nó, hoặc là cái đàn của các bạn hơi phô thì các bạn sẽ điều chỉnh cái này, còn nó không thôi. À, tiếp theo bên này thì phần drive và wet nó sẽ trộn âm thanh mới và âm thanh cũ với nhau. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích cái này bởi vì nó tạo ra âm thanh flanger, nó di chuyển nghe rất khó chịu. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều,
anh thấy lòng chợt lẻ loi. Đó, tiếp theo đó là cái phần formant. Formant này nó sẽ giúp cho âm thanh của chúng ta giống giọng người già hoặc giọng trẻ em. Anh mong thấy nhớ em nhiều. Mặc dù vẫn giữ nguyên tông nhá. Sau đây cái phần này thì mình sẽ đồng bộ lại cho nó đúng tông. Có thể biến thành giọng trẻ con. Và tiếp theo là cái độ rộng của cái phần formal đấy. À, tuy nhiên nếu như mà các bạn để cho cái độ dao động của width này lớn quá thì âm thanh của bạn sẽ bị phô nhá. Kinh nghiệm của mình là dưới 20% thì nó sẽ không bị phô. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tạo ra những cái âm thanh phô để tạo ra những âm thanh mà nó kiểu quái dị, quái gở gì đó. À, cái đấy thì tùy các bạn. Ngoài ra thì nó còn vài chức năng khác, ví dụ như bypass. Chế độ sleeping. Chế độ sleeping thì mình có giới thiệu rồi, hoặc là các bạn có thể đọc kỹ ở trong bên này nhá, để nó giữ nguyên cái giá trị của nó. Và cuối cùng là các bạn sẽ update được một vài phần thông tin, một vài chức năng khác nếu mà các bạn active. Đấy, thì nếu mà các bạn có tiền thì các bạn tham gia, nó không thôi. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho bạn một cái plugin chỉnh phô hoàn toàn miễn phí có tên là M Audio, có tên là M Autopick. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Sắp tới thì mình sẽ có một phòng thu mới và một góc livestream cũng như là những cái video hoàn toàn mới. Sang tuần thì chúng ta sẽ được tận hưởng những video mà có cái phần cam nó sinh động hơn. Rất là mong anh em trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng VBK Music. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.